liên quan đến vụ bắt quả tang giám đốc nghi giao cấu đồng tính với nam sinh 16 tuổi xảy ra tại tỉnh Bình Phước. Được biết, quan điểm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là không bao che, không dung túng, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào tối 15 tháng 5, người nhà em NDTK sinh năm 2008 ngụ ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt quả tang một người đàn ông có hành vi quan hệ đồng tính với em K. Qua xác minh, cơ quan công an xác định là ông Trần Quốc Duy, sinh năm 1981, trú tại thành phố Đồng Xoài. Ông Duy hiện là tỉnh ủy viên, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước. Qua khám xét, phát hiện trong túi của người đàn ông có nhiều bao cao su và vỉ thuốc đã sử dụng nhiều viên. Người nhà của em K cho biết, ông Duy đã cho em K uống thuốc kích dục rồi quan hệ đồng tính. Khi bắt quả tang, trên sàn nhà có 6 bao cao su đã qua sử dụng. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật.